Dạo gần đây ở trên kênh TNC thì mình làm rất nhiều những cái bộ PC cao cấp, những bộ PC như kiểu RTX 4070 Ti Super trở lên hay 4080 Super, và đã có lúc là kiểu RTX 4090 rồi. Anh em biết khi mà chúng ta xem thế mà đang thiếu một cái gì không? Đây chính là một cái mẫu màn hình để phù hợp với cả những bộ PC như thế. Và nếu như anh em nào mà đang chuẩn bị đầu tư những cấu hình vô cùng khủng hoặc là muốn tham khảo những cái yếu tố công nghệ mới, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một mẫu màn hình với độ phân giải là 4K, cụ thể là mã màn hình LG 32GR93U mới được ra mắt của LG ở trong năm nay thôi. Và còn chần chừ gì nữa, chúng ta vào luôn cho nóng nhá. Thì với màn hình với độ phân giải là 4K, nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng như thế nào của anh em. Với độ phân giải 4K thì rất đơn giản thôi. Đầu tiên, vô cùng ngắn gọn, anh em có tiền anh em mua về và sử dụng để xem phim hàng ngày. Những cái bộ phim với cái chất lượng là 4K, xem trên độ phân giải Full HD 2K thì không ngon, phải xem trên màn hình 4K thì mới sướng được. Còn người có tiền làm sao mà chúng ta có thể ngăn cản được. Cái thứ hai là anh em mua về để sử dụng với những cái bộ PC của anh em để chơi game, anh em để làm việc này, thì thông thường những màn hình có độ phân giải 4K thì đều có chất lượng là khá tốt theo những cảm quan đánh giá cá nhân của mình. Và yếu tố thứ ba là dành cho những anh em nào đang có PS5 trong tay. Tại sao lại như thế? Nếu như bây giờ anh em đã có PS5 trong tay, đúng không? Cầm tay cầm chơi game, màn hình của anh em bình thường thì có vẻ như không tận dụng được hết cái sức mạnh của bên trong của PS5, mà thay vào đấy là một màn hình với cái độ phân giải là 4K, thì khi mà anh em chơi game ấy, nó sẽ kiểu cảm giác thoải mái hơn, bởi vì là PS5 hỗ trợ lên độ phân giải 4K 120Hz cơ mà. Thì màn hình xịn tất nhiên nó sẽ là một cái option vô cùng tuyệt vời. Làm màn thế thôi, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn cái thiết kế của em này nhỉ. Khi mà nhìn sơ qua một chút thì ở trong cái phân khúc của em nó là khoảng chừng 16 triệu đồng, là một cái phân khúc tương đương một bộ PC của anh em, thì thiết kế cũng sẽ phải là cao cấp. Chúng ta sẽ có thiết kế chân đế hình chữ V, và đây là dòng Ultra Gear, thì cái chân đế này sẽ là chân đế đặc trưng của dòng Ultra Gear này luôn. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có nhìn sâu hơn một chút liên quan đến phần cái chân đế của em nó, thì cái chân đế của em nó thiết kế là tương đối ấn tượng và hoàn toàn có thể đỡ rất tốt cái mẫu màn hình LG 32 inch cực kỳ nặng và to như này. Và dĩ nhiên theo truyền thống của LG thì mọi người hoàn toàn có thể chuyển từ cái chân đế này sang một cái ngàm về xa, và dĩ nhiên cái này sẽ liên quan đến cái nhu cầu sử dụng của mỗi người. Và cái lời khuyên của mình là khi mà anh em mua những cái chân đế khác để thay thế vào thì nên mua chân đế đắt tiền vào một tí, bởi vì nếu không sẽ khó để có thể gánh được em này. Nhìn ra phần mặt trước thì chúng ta sẽ có cái dòng chữ Ultra Gear ở đây thay cho cái logo của LG để đặc trưng rằng đây là dòng gaming. Chúng ta sẽ có ba cạnh viền siêu mỏng, và cái điểm mình thấy thú vị nhất là cái chân đế của em này ấy, khi mà chúng ta nhìn mặt trước ấy, có thể hạ xuống được rất thấp. Ở một số những cái dòng màn hình của LG thường chân đế khá dài và chúng ta đẩy màn hình to kiểu nhìn nhiều hết cái phần chân đế, còn đối với em màn hình này chúng ta có thể kéo xuống thấp hết cỡ để có thể nhìn trông nó khá giống với một cái TV thông thường. Và kích thước này 32 inch thì cũng sẽ tương đương với cái TV cỡ nhỏ để anh em xem phim hàng ngày. Còn bên trong đây cái tấm nền sẽ là gì? Với độ phân giải lớn như này và cái tầm giá 16 triệu đồng 4K thì chắc là hơi khó với tấm nền OLED. Thế nên là LG đã sử dụng tấm nền đây là tấm nền IPS với cái tần số quét là 144Hz. Anh em nghe sơ qua một chút IPS thì thế nào nhỉ? IPS thì chúng ta sẽ có thứ nhất là về việc là cái độ bao phủ màu sắc này cũng như độ chính xác màu sắc là cũng thuộc hàng là khá tốt ở thời điểm hiện tại, cũng như là những cái thông số mà hãng quảng cáo cũng khá ngon. Và rõ ràng hãng thì không nói phét, bởi vì những thông số đấy được công bố public rồi, thì khi mình có kết quả mình đo ra thì nó sẽ mang tính chất để kiểm chứng lại xem hãng có nói chuẩn hay không. Còn về mặt cái tần số quét là 144Hz thì ngon nhất tất nhiên rồi vẫn sẽ là những anh em chơi những cái kiểu là PS5 ấy, thì nó sẽ kiểu là anh em không cần lo nghĩ nhiều. Còn khi mọi người chơi những cái cấu hình khác này, anh em sử dụng những bộ PC thì nghĩ rằng là 144Hz thì có vẻ như hơi ít, nhưng tin mình đi, không phải ít đâu. Bởi vì để có thể kéo được những cái tựa game anh em chơi ở trên độ phân giải 4K qua được khoảng chừng là 144fps ấy, để phù hợp màn hình 144Hz ấy,
thì cái cấu hình của anh em cũng sẽ phải khá là ấn tượng, giống như kiểu là CPU Intel Core i5 đời mới này, và như kiểu RTX 4070 trở lên anh em chơi online thì mới có thể kéo được thoải mái. Chứ còn những cấu hình bình thường thì có vẻ như kéo em này sẽ là hơi chật vật đấy. Một số những công nghệ khác đi theo kèm, ví dụ như kiểu là chúng ta sẽ có nhiều những cổng kết nối này, chúng ta sẽ có thêm những cổng USB để sử dụng này, G-Sync tất nhiên rồi, vẫn đầy đủ G-Sync, FreeSync này, và thêm một cái jack audio nữa. Cái này thì có gì mà đặc biệt mà mình phải nói riêng, bởi vì cái jack audio thay vì được nằm ở mặt sau cạnh những cái cổng kết nối khác thì bây giờ đã đưa ra cái phần bên dưới này để giúp cho người dùng có thể cắm được một cách tốt hơn, và bên trong có một cái DAC nhỏ để có thể là hỗ trợ âm thanh được một cách tốt hơn. Nhưng theo lời khuyên cá nhân của mình rằng là nếu anh em nào có tai nghe kiểu xịn các thứ ấy thì cũng có thể cắm luôn vào main, bởi vì main đời mới bây giờ cũng hỗ trợ được rất nhiều rồi. Và dĩ nhiên rồi, với cái tầm giá 16 triệu đồng như này, mình biết là rất nhiều anh em sẽ chê đắt, nhưng nếu như mà anh em thực sự có nhu cầu đó là đầu tư một mẫu màn hình để phục vụ với nhiều nhu cầu thì mình sẽ để thêm một cái đường link ở ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau.